bà lấy xong mà tao mới đến phải dùng tay mà đóng ấy bà lấy cái chữ ca pra pra will mình đóng thật ta ca pra pra will đòi được việc nè. Ok, now let's start. Using will. Ca pra pra will. One, we use will when we decide to do something at the time of the speaking. Dùng pra will nó bây giờ dùng xong mà chất phơ với muối nơi bây để dùng gì và rất coi những gì thá dương pra will nơi bây dương sống ra chất thá dương năng lý dây rất coi những thuộc về mối nơi khăn cùng lòng đại dương ní gì mình đại dương kịch hỏi kịch phlim thuộc phlim kịch phlim dây dây phlim và nó cứ chỉ sản phẩm bếp phlim phlim tại trong bàn dây khẳng đám thà will nó cứ just for instant decision instant decision mình đại cứ chỉ ca sống ra chất phlim phlim phlim. Okay, now let's start. A, what would you like to drink, sir? Ta nè chọn nhâm một quầy đá. Ta lô chọn nhâm một quầy đá. B, I will have a glass of milk, please. Khiêm xôm tất bạc cô một cái mở. Và chúng mình đi thang cứ chỉ cần xâm ra chọn một phím đại dương ở bàn prim tục ý. Mình để thấy dân cho từ cái lại nhà máy rồi còn là tam sát kia rồi còn là tam phố cho nên thành xem xét chắc dân từ đó dân coi clip order là bà này cầm món rồi còn là waiter là waitress này làm ra xem xét nó cứ còn mà xua chứ mày nè chẳng xua thà what would you like to drink sir ta lúc ta cao về nhà đấy chắc dân ai cho chọn bà được cái nào clip clip đấy nè chúng mình dân ai mở menu mình nói gì chẳng thấy chúng ai cho chọn clip ok. I will have a glass of milk, please. Khiêm sống, tao đọc câu mối, mà kè mơ. Ok, A. Oh, you have left the door open. Oh, nè bán bạc thuyền trả lại. Rồi có nè bán chùm hó thuyền. Ok. B. Have I? Khiêm nâng nè. I will go and start it. Khiêm nâng tớ bật vỉa. Ok. And two. We use will for prediction in the remote future. Và chúng ta will xâm rạp cả tụ tí rồi có cả sản lý thẳng mối đeo nơi chung ngay vì ảnh ạc cột. Và rồi có đeo nơi khăn nông sản phẩm ảnh ạc cột được nế. Và bởi tại vì chúng ta bảo 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 tụ tí khó phí be going to khẳng đàm bởi dưỡng nế. Chẳng bởi trẻ tí nữa, cái này dùng be going to khẳng đáng cứ phớt xe mẹp mình đã thay vì chỉ prediction cả tụ tí đá tại vì mình là tập hóa của họ tàng bởi tại này không chúng mình tìm bí ní cứ cả bảo bảo viết đồng bây xe mẹp tư lớn sản lập hiếp cả tụ tí đá bằng cái cả tụ tí đói ạc mình họ tàng ngày tì mà dạy mở nó nè đôi chỉ còn là cả tụ tí lên chẳng á. Ok, for example, how is he doctor? Ta có được mạch đá lâu bị chậm mạch đất. Don't worry, he will get better. Còn bà rộng ấy có nâng bỏ xa làng ấy. Và chẳng sản lập hiệp nâng cứ mình đi thăm mình bỏ cọt thả bỏ xa làng một rồi bởi rồi ấy. Mà ta ở đằng thả bỏ xa làng cả bỏ xa làng nơi bì nà vì trẻ lẽ chẳng hạn nà. Chẳng nhận ai bà will bà going to bàn tì. Ok, A. The bridge is not so safe. Và spinning wheel mình sẽ sử dụng vào tập hiệp. Yes, one day it will break down. Và ở ngày nào mỗi viên đường ách và bạn. Và chẳng cứ sản phẩm chỉ cả tú, tụ tì và việc cho bạn tế. Ok, now let's go ahead. Go to number 3. Or how to use. Or choose at 3. Cả property 7. Ok, we use will for request, invitation and offers. Chúng pra will xong đây từ lỡ xong ná cái hành chứng hai nâng cao đó chuẩn và chẳng mình bởi hết ngọt nét lại nắng và thì mỗi cứ xong đẹp xong ná nè request rồi còn thì bí xong đẹp invitation cá hành chứng và thì bấy cứ xong đẹp cao đó chuẩn và chẳng bấy nâng cứ bằng hai phí sản phẩm mạch đá chẳng dừng ai cho mưa khẳng cao bàn thì xong hồn bảo kế nế. Ok, for example, will you shut the door, please? Và xong nè chui bật thuê bàn đấy. Và xong nè mê ta chui bật thuê bàn đấy. Chắc là cứ xong nè từ lỡ request. Và xong nè xong nè. Mùi tiếp, will you come to the cinema with me?
ta nè nâng từ mơ con chủ mực nhầm tế và nó cứ stand up invitation nè cứ chỗ đó cá càng chơi nó stand up nâng ok khăn cáo và hỏi nè the beds look very heavy I will have you ok chứ là cặp tạm nút mơ từ về bật chìa nguồn khẳng nè mà nhầm nâng chùi nè à chúng I will have you nó cứ xem là offer và cứ chữ cá đó chun và mình để ta cứ chữ cá đó chun nó chùm núi nó có chui từ cắn là nam mà nẹt năng ok cho những chào với cả property bảy lấy những chỗ là cả property bốn tầng nào nhé we generally use will for prediction with the following verbs and phrases chỉ thôi mà đã rồi có chỉ tu tử dương của anh ra will xâm rạp ca tốt tí chứ môi nâng kể giá sắp rư có clear khẳng cọng này và chắc khẳng lớ môn nâng cư chứ ca tốt tí môi ấy bằng tay chứ môi tí bốn cư chứ ca tốt tí đá bằng tay dương mình chọc chứ môi nâng kể giá sắp rư có clear mà chúng nôn tạm đó nếu biết dương dạy tức dương nâng tha ô vì xâm rạp ca lớ future là cốt hay dương ạp ra nâng khẳng tụ mộc bi going to thế nâng khẳng sản phí ní cư dương ra chứ môi nâng will ok cho những mơ mình đã khóa tới như chia believe và believe mình là chưa thá expect và rung bằng tục thá rồi có sẵn khâm thá và hope nó có bộ ra thật sẵn khâm sing get wonder chung ngó và khi nhóm chung ngó thá dần tầy I'm sure và khi nhóm bỏ cọt ná và I'm afraid khi nhóm krain thá cho dần tầy. Okay, now let's go. I believe he will pass the exam. Okay? Khnyom chưa tha quat nang prolong, prolong job. Ba chang a scam phep nang yeung an aich pra tumrok be going to te, pi pu yeung an dang tha ka prolong vi aton chin latapol e. Chang yeung mich nang 100% tha prolong job ka men e. Chang yeung aich pra will. Okay, I hope he won't leave us. Yeah. He won't leave us. Mình đã thấy khi nhóm khâm thá quát nâng mình chạy trên bí dương tê. I am afraid he will fail the exam. Khi nhóm khâm thá quát nâng bảo lòng thật. Do you think they will divorce? Ta nên kết thá bu kê nâng lệnh lạc này đấy. Ok. Chắc là nâng sắp ta sẽ chia sẻ một phép mũi và chỉ cả tục tí bằng tay mình để thay dựng mình clear có mình kẻ sắp khẳng lớn này dùng một bà này. Ok, now let's finish number 4. Yeah, ta chẳng là lấy dựng chọc chúng mình tí 4 dựng chỗ đó chúng mình tí 5 tạm đọc này. Ok, number 5 we just will with the adverbs perhaps, probably, certainly dựng pra will chỉ mùi nâng kẻ sắp rồi có chúng mình nâng, sorry, cun kẻ đà mình kẻ sắp ấy nè adverbs. Chúng mình nên cung kia sắp mà chúm nuôn đủ chìa perhaps, probably, yaruko, certainly. We do not use going to in this case. Nước nông cả này nâng dương mình pra tùm rong be going to tê. Ok. For example, perhaps they will support you in the election. Perhaps chìa bố kê nâng quam tử nẹ nâng nông cá bọch nào. Jackson will probably go to London next year. Jackson nâng perhaps chia từ tỉ cổng lòng nâu chnam krai. Và chẳng là startup để dùng perhaps rồi có probably ní cứ dùng pra chung mùi nâng future simple là dùng pra chung mùi nâng will nè. Ok, number 6. We use will to express promise not going to. Chúng ta will đồng bây bằng 2 nhập bí ca sản giá cứ dân mình trở pra bí gồm thủ tế đối chí dân sản giá thả dân nâng phở vầy mùi nè I will again I will love you forever chúng nó sẽ lãnh nhạc cho đến là hôn và rồi có I will do my homework yeah. Chúng nâng phở cách cáp tế là bọc chúng ok chắc nhận pra will chúng phố ca sản giá ok yeah, for example I will study medicine at university. Khiêm nâng sắc xá khang phân nai phân chất xá rồi khang phân nai thân nằm nâng
bà thằng pet nè nè sakal chalai vậy lấy ta cứ cái điện pet và điện khang pharmacy chẳng thể I will stop going to the casino. Khi ông đang chụp tờ cá casino hỏi. Okay. Now go to number 7.